Quay trở lại với thông tin thời tiết hữu ích cho ngày mới. Theo camera ngoài trời tại khu vực Đài Truyền Việt Nam thì chúng ta có thể quan sát là thấy đã có hửng nắng rồi. Và không biết là cái tăng nhiệt này thì có kéo dài không chị Hương Liên? Vâng anh An, xu hướng tăng nhiệt thì sẽ diễn ra đến hết ngày mai. Như tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sẽ tăng thêm 2 độ nữa so với hôm nay, lên mức 31 độ. Sau đó đến thứ Bảy, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc trời chuyển mưa dông do có không khí lạnh xuống, nhiệt độ lại giảm còn 27 độ. Như vậy, nếu quý vị có dự định về quê hay là đi du lịch thì nên di chuyển vào ngày mai hoặc là chủ nhật thì thời tiết sẽ thuận tiện hơn. Vâng, vậy còn các khu vực khác thì diễn biến thời tiết cụ thể thì sẽ ra sao ạ? Vâng, ở miền Trung, 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ cũng sẽ có mưa dông do gió đông bắc xuống tương tác với địa hình núi cao. Mưa tập trung ở nửa phía bắc từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, cục bộ có điểm mưa to. Còn khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ nay đến cuối tuần, thời tiết chủ đạo là nắng đẹp, mưa chỉ vài nơi về chiều tối, nhiệt độ cao nhất 29 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì cũng có nắng liên tục từ nay đến chủ nhật, trưa chiều sẽ thấy nóng, nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên là 30 đến 34 độ. Ở Nam Bộ thì vẫn có những điểm nắng nóng, tập trung ở miền Đông, nhiệt độ cao nhất là 32 đến 36 độ. Trên biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, dự báo hôm nay mưa vài nơi, gió là cấp 4, cấp 5. Cảm ơn chị Hương Liên với những thông tin vừa rồi. Và như vậy là sau khi tăng nhiệt thì cuối tuần nhiều nơi ở miền Bắc trời chuyển mưa dông do là có không khí lạnh xuống. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì cũng dự báo là 2 ngày cuối tuần này cũng sẽ có mưa dông. Còn lại thì từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì có nắng tới 4 ngày. Quý vị lưu ý để chuẩn bị trang phục phù hợp, mang thêm ô hay là áo mưa khi đi ngoài trời.